cái fanpage kháng đó phải đúng chắc là fanpage kháng nha. Đúng chắc là gì? Là con fanpage đó đã chạy qua những sản phẩm bình thường rồi nó tới cái giai đoạn nó bị vi phạm rồi sau đó nó kháng về, chứ không phải là fanpage mà một người đưa lên tool, một người đưa lên phần mềm, đưa lên tool phần mềm thì nó được cái lợi là nó chạy được số lượng lớn. Nhưng mà đấu những fanpage mà mình gọi là ép kháng đi, y như là trái cây nó chưa chín, mọi người ép cho nó chín vậy, thì thực sự ăn vào nó sẽ không ngon. Thì đối với những fanpage như vậy thì chạy quảng cáo vì vi phạm chính sách thì nó vẫn lăn đùng ra chết như bình thường. Nhiều anh chị em mua những fanpage đã kháng rồi lấy về chạy, chạy một thời gian rồi anh em vẫn la là ủa Dương, tại sao cái fanpage này chị mua ở chỗ khác, anh mua ở chỗ khác mà răng anh chạy nó vẫn đai, nó vẫn răng lăn ra chết bình thường? Thì tại vì cái fanpage đó là người ta dùng tool, người ta ép nay mà đấy, người ta kiểu là trái cây chưa chín người ta ép cho chín vậy á. Cho nên mọi người lưu ý vấn đề đó nhé. Trong quá trình mà chạy quảng cáo thì Meta nó sẽ phân phối rất là kém đối với những bài content trên 600 ký tự. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung ha. Phần đầu tiên đó là tối ưu fanpage. Về phần tối ưu fanpage này thì kênh WinR92 bọn mình đã làm ra một số nội dung up lên kênh YouTube rồi. Tuy nhiên nó sẽ là những cái mảnh ghép rờ rạc, và bây giờ WinR92 sẽ ghép những cái mảnh ghép nó lại cho nó thành một bức tranh hoàn chỉnh. Ví dụ về nội dung tối ưu SEO fanpage thì trên cái link fanpage này nó đã có rồi. Trên này nó ghi phần 1. Thực chất cái phần 2 nó rất là basic thôi. Phần 2 nó không có gì nhiều cả. Mọi người xem qua cái video này và mọi người thêm cho mình một cái nội dung phần 2 nhé. Phần 2 nó sẽ như thế này đây ạ. Bây giờ là mình sẽ mở một cái fanpage ha. Đây là cái tài khoản Facebook của mình này. Bây giờ mình sẽ mở một cái fanpage cho mọi người xem là cái phần 2 thực chất nó là cái gì. Mình sẽ vào trong một cái page. Giả sử như là page này chỉ dùng để tư vấn cho anh chị em mình thôi. Thì mọi người vào phần cho mình, đó nó có cái mục đó là mục đánh giá. Đây, thì phần 2 của cái video SEO fanpage đó là mọi người hãy dùng những con tài khoản clone mọi người mua về, hoặc là mọi người có thể dùng tài khoản Facebook của gia đình, hãy vào trong các fanpage và hãy đánh giá cho hắn. Việc đánh giá như thế này sẽ giúp cho cái fanpage của mọi người nó được thăng hạng trong quá trình tìm kiếm, nó được xuất hiện tốt hơn, nó tối ưu hơn. Và đánh giá này tại sao nó lại tốt, mọi người hãy giả sử ví dụ như cái địa điểm Google Maps đi. Rồi, mọi người vào trong một cái Google Maps như thế này thì mọi người sẽ thấy nhìn là những địa điểm ví dụ như là quán ăn. Rồi, Google nhá, nó luôn đề xuất những cái địa chỉ nào nó được đánh giá ở trên đầu. Đây là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai thì quá quen thuộc, anh chị em mình chắc hẳn đã từng một lần mua hàng trên Shopee. Vậy thì những cái sản phẩm mà xuất hiện lần đầu tiên đấy, ví dụ như ở đây em gọi là iPhone đi. Rồi, đấy, ngồi những cái sản phẩm quảng cáo này thì mọi người thấy dưới đây sẽ là những cái sản phẩm mà nó được SEO rất là tốt. Thì những cái sản phẩm này mọi người thấy đa phần sẽ là đánh giá 5 sao cả. Đấy. Và đây sẽ là cái điểm số 2 cũng như là cái phần số 2 trong SEO fanpage, chứ nó không có gì gọi là quá sâu xa, quá khó khăn đâu mọi người nha. Rồi, số 2 là vậy thì mình sẽ nốt thêm ở đây. Phần số 2 thì nó chỉ thiếu đúng một thứ, đó là đánh giá. Nè, mọi người nhớ đánh giá. Và nội dung đánh giá này thì nếu như mọi người bán cái sản phẩm gì thì mọi người đánh giá về sản phẩm đó. Ví dụ như là mình bán đất nền đi thì đất nền uy tín tại Đà Nẵng, tại đây cung cấp rất nhiều sản phẩm dịch vụ giá trị tốt, mình đã trải nghiệm rồi. Có nghĩa là nội dung đánh giá như vậy thì mọi người hãy suy nghĩ nó ra và đánh giá càng nhiều càng tốt. Ở đây đánh giá thì theo mình khuyên thì cứ một tháng đánh giá 2 cho tới 3 lần là nó đã ok rồi. Ok mọi người ha. Tiếp theo, nội dung về phần phân loại fanpage. Ở đây mình sẽ phân ra làm hai cái nha. Thứ nhất là fanpage chưa kháng. Nếu như mọi người đặt một cái dấu hỏi đó là khi chúng ta chạy quảng cáo thì đối với những cái fanpage á mà chạy trong một thời gian thì nó cũng sẽ lăn ra đùng, lăn ra nó chết. Chết là chết như thế nào? Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem ha. Rồi, ở dưới này, đấy mọi người thấy nè. Những cái con fanpage mà nó có nút đỏ như thế này là những con fanpage nó đang bị hạn chế hoặc là đã bị hạn chế vĩnh viễn rồi. Còn những cái fanpage mà nó chưa có nút đỏ là những fanpage hoàn toàn bình thường. Đấy, và cách mà để check fanpage có kháng hay là chưa kháng thì mình đã làm một nội dung về cái video đó rồi. Mình sẽ lấy cái link video đó và mình sẽ gắn trong cái nội dung slide này để cho mọi người xem ha. Mọi người muốn kiểm tra, sau này mọi người muốn mua hàng ấy, mọi người muốn kiểm tra là fanpage đó đã kháng hay chưa thì mọi người hãy xem theo cái đường dẫn này nha. Thì cái đường dẫn này nó đã hướng dẫn cho mọi người là cách kiểm tra một cái fanpage đã kháng hay chưa kháng.
Ở đây thì mình sẽ so sánh một xíu đối với lại một cái fanpage nó cùng về độ tuổi. Cùng độ tuổi là tại sao? Là thời gian được tạo ra, ví dụ như con fanpage này được tạo ra vào tháng 1, ngày 1 tháng 1 2023, và cái con fanpage kháng này nó cũng được tạo ra vào ngày 1 tháng 1 2023, thì rõ ràng một điều con fanpage kháng này nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với lại con fanpage chưa kháng. Mọi người lưu ý vấn đề đó nhé. Và thêm một cái nội dung bổ sung nữa, lý do tại sao cái con fanpage kháng thì nó có thể chạy được hàng với phản ứng sách, đó là cái fanpage kháng đó phải đúng chắc là fanpage kháng nha. Đúng chắc là gì? Là con fanpage đó đã chạy qua những sản phẩm bình thường rồi, nó tới cái giai đoạn nó bị vi phạm rồi sau đó nó kháng về, chứ không phải là fanpage mà mọi người đưa lên tool, mọi người đưa lên phần mềm, đưa lên tool phần mềm thì nó được cái lợi là nó chạy được số lượng lớn. Nhưng mà đối những fanpage mà mình gọi là ép kháng đi, y như là trái cây nó chưa chín mọi người ép cho nó chín vậy, thì thực sự ăn vào nó sẽ không ngon. Thì đối với những fanpage như vậy thì chạy quảng cáo vì vi phạm chính sách thì nó vẫn lăn đùng ra chết như bình thường. Cho nên mọi người, nhiều anh chị em mua những fanpage đã kháng rồi lấy về chạy, chạy một thời gian rồi anh em vẫn la là ủa Dương, tại sao cái fanpage này chị mua ở chỗ khác, anh mua ở chỗ khác mà răng anh chạy nó vẫn đai, nó vẫn răng lăn ra chết bình thường? Thì tại vì cái fanpage đó là người ta dùng tool, người ta ép nên mà đấy, người ta kiểu là trái cây chưa chín người ta ép cho chín vậy á. Cho nên mọi người lưu ý vấn đề đó nhé. Rồi thay một cái phần đó là đăng bài và chỉnh sửa content. Cái việc này á, thì nó sẽ nằm trong cái phần nội dung cái phía dưới đây mình sẽ nói về vấn đề này. Tạm thời mình sẽ xóa cái này đó nha. Rồi, và thêm cạnh đó thì chắc mọi người đã từng ít nhất, có anh chị sẽ chưa thì xíu nữa mình sẽ để lại video, có một số anh chị đã xem qua cái việc đó là kế hoạch xây dựng fanpage vệ tinh và fanpage chính trên kênh Quyền Lợi 92. Thì đây sẽ là đường dẫn để hướng dẫn mọi người đến xem cái nội dung đó. Nếu ai chưa xem thì hãy xem lại giúp cho Quyền Lợi 92 một lần nha. Link tại đây nhé mọi người. Rồi, mọi người xem qua cái nội dung bếp vệ tinh này, từ đó mọi người sẽ có kế hoạch là chúng ta sẽ chuẩn bị bao nhiêu fanpage cho cái doanh nghiệp của mình. Là thứ nhất chúng ta cần một cái fanpage chính này, rồi sau đó chúng ta sẽ có kế hoạch là chuẩn bị bao nhiêu cái fanpage con để chạy quảng cáo cho cái fanpage chính đó, tùy theo cái nguồn lực cũng như cái thời gian mà mọi người có, để mọi người lên kế hoạch cho nó thật chi tiết nha. Và lưu ý giúp cho Quyền Lợi 92 một điều nè, cái fanpage chính tuyệt đối không chạy quảng cáo nhé, lưu ý nha. Tại vì có những cái thời điểm chúng ta kháng về thì đó là điều may mắn. Vậy thì trong những lúc xui rủi như thế nào? Bài toán kinh doanh là những cái thuật ngữ về rủi ro, là những cơ hội và rủi ro. Chúng ta hãy tập trung cố gắng làm sao để có cơ hội, và những cái phạm trù về rủi ro thì Winner 92 sẽ cố gắng là nốt ra để cho mọi người phòng tránh. Và cái việc mà Winner 92 thấy rất là rõ ràng đó là fanpage chính tuyệt đối không chạy quảng cáo. Mọi người lưu ý vấn đề này nhé. Rồi chúng ta chỉ tập trung chạy những fanpage con hay còn gọi là fanpage thợ thôi nha. Rồi về quy trình xây dựng content, tại đây thì Winner 92 sẽ nốt ra một số cái nội dung cho mọi người lưu ý. Thứ nhất là bài content mọi người viết, cho dù là viết bình thường hay là viết về chạy quảng cáo ha, thì mọi người cố gắng tối ưu hóa từ 250 cho tới 600 ký tự, nhất là đối với những bài content chạy quảng cáo. Ở đây mình sẽ ghi là bài content ạt đi ha, thì mọi người lưu ý vấn đề đó. Thứ nhất, ký tự là từ 250 đến 600 ký tự, và công cụ đếm ký tự của chúng ta thì mọi người cứ sờ trên mạng nó ra công cụ mọi người lấy thôi. Thì ở đây mình sẽ lấy link cho mọi người luôn ha. Rồi tại đây mình sẽ lấy cái công cụ này cho mọi người ha. Đây là công cụ đếm ký tự. Mình sẽ giả sử như đây là một cái đoạn văn bản bình thường ha, mọi người dự kiến là viết bài này để chạy quảng cáo, copy nội dung này sau đó dán vào đây thì nó sẽ đếm cho người số lượng ký tự đang có trên cái bài quảng cáo đó, trên cái bài viết content đó. Thì mọi người lưu ý nha, mọi người cố gắng là tối ưu hóa làm sao cho cỡ khoảng từ 250 đến 600 ký tự là vừa phải rồi. Và Winner92 đã thấy rất nhiều bài quảng cáo chạy như một cái tờ sớ, thực sự mọi người chạy như vậy á, thì sẽ bị ba lỗi. Lỗi thứ nhất là lỗi vi phạm thì thuộc toán spam, mọi người chạy nội dung rất dài thì nó sẽ bị spam nội dung. Cái thứ hai là người dùng người ta sẽ ít đọc, người ta sẽ ít tương tác. Khi mà người ta ít đọc, ít tương tác với bài viết của mọi người, thời điểm bây giờ người ta xem video, người ta muốn coi review qua video, người ta muốn coi giải thích qua video, thậm chí mọi người muốn học những cái nội dung mà mình đưa đây thì mọi người cũng muốn là có video ấy, thậm chí là mọi người còn muốn trò chuyện trực tiếp nữa cơ, chứ không muốn là đọc những văn bản nhàm chán. Thì đối với những người ta mua sản phẩm cũng vậy, người ta không muốn tiếp cận những cái chữ nó nhàm chán như vậy đâu ạ. Rồi cho nên cái bài content quá dài sẽ khiến người ta bỏ qua rất là nhanh. Khi mà người ta bỏ qua thì từ đó nó cũng sẽ tăng cái chi phí chạy quảng cáo lên, hãy mọi người lưu ý. Và cái thứ ba, trong quá trình mà chạy quảng cáo thì Meta nó sẽ phân phối rất là kém đối với những bài content trên 600 ký tự. Đây là điều rõ ràng nha mọi người, cứ lướt trên newsfeed của mọi người là mọi người sẽ thấy rõ thôi ha. Rồi ba cái điều mà bài content quá dài nó sẽ gây hại cho mọi người nha. Rồi
Vấn đề thứ hai trong cái việc lên content ad đó là trong 75 ký tự đầu tiên, đây này, trong cái nhóm này nè, đấy, trong 75 ký tự đầu tiên này thì mọi người phải có từ khóa. Ví dụ như đối với mình là tối ưu share fanpage, đây là từ khóa mà mình mong muốn. Ví dụ như là lập fanpage, đây là từ khóa mình mong muốn. Hoặc là tối ưu fanpage, đây là từ khóa mà mình mong muốn. Thì trong 75 ký tự đầu tiên này nó phải chứa cái từ khóa hoặc là chứa cái sản phẩm mọi người đang bán. Ví dụ như là mũ bảo hiểm, hay là nón sơn, hoặc là quần áo, hay là thiết bị tập gym, hay là nhiều cái từ khóa mà người mong muốn, ví dụ như là nhẫn cưới. Đấy, thì mọi người hãy đặt cái từ khóa của mọi người trong 75 ký tự này, nó phải có, phải xuất hiện nha.